nào, nền trại nào. Giấy á? Riêng rồi giấy. Riêng rồi giấy. Giấy con ở đâu? Giấy mày để ở đâu? Đi đi. Túi em đọc. Đọc anh nhé. Dính cái tay này. Hôm nay con ngủ ít à? Làm nhé. Cái tay bẩn này. Như đã hứa với hai mẹ con là hôm nay sẽ đi đâu đó chơi. Tại vì dịch mà, thế nên là chúng mình cũng khá là hiếm cứ đi ra khỏi nhà ấy. Thế nên là hai mẹ con chán quá nên đòi đi chơi. Thì mình đã hứa là hôm nay sẽ đưa hai mẹ con đi cắm trại ngoài này, đúng không nhỉ? Mới ngủ à? Mới đi ngủ à? Mới đi ngủ à mía? Mới vào làm gì ấy? Mới ba nữa. Đi nội, đi nội. Được rồi. Nè. Tóc biết là gì ấy nhỉ? Mà rất tiếc nhà còn mỗi một lon, thế nên là mình chỉ mang đúng một lon đi. Uống bia không mẹ? Uống bia á? Tưởng bố tưởng con bảo à, bố tưởng là bố bảo với con là mấy cái này cay rồi. Không, không nhớ. Không nhớ. Không nhớ. Ăn cay. Không cay á? Đi uống một cay thì em ra. Để trong này cho lạnh. Mẹ ốm rồi. Mẹ ốm bé rồi. Mẹ đi cái mắt quá. Cái mắt quá thổi đi. Xong rồi. Xong rồi à? Chết khó rồi à? Chết khó rồi à? Ồ, mẹ nám rồi. Đây là một cái hộp tư nhân ấy, trong cái khu này như của người ta ấy. Ta chỉ thu khoảng 5.000 thôi. Mình đến thì thấy khu này khá là sạch, thì chắc chắn là đã có người phải cũng có người phải làm vệ sinh các thứ ở đây rồi. Nhưng mà thấy đẹp phết này, có cái cây đẹp này. Cây đâu nhỉ? Không phải cây này. Cây xa xa này này. Cây xa xa này mà cắm trại dưới là cũng ok đấy. Nên nó kiếm một chút củi nhưng mà chẳng biết ở đâu. Ở đây toàn củi nó tươi quá ấy. Vẫn còn ẩm ấy. Chưa thấy có cái củi khô nào cả. Cái này, đi vào. Hai miếng thịt bò mang đi. Trong lúc làm món bò này thì trời tối quá nên mình phải bật cái đèn xe lên. Gắn chữ bé rồi. Cháy sáng luôn chứ không phải là mua cháy gắn. Bé rồi. Bé mẹ. Nhưng mà lên tạo dáng à? Tạo dáng à? Đâu tạo dáng đâu? Tạo dáng đi. Nhìn máy quay, à máy chụp ảnh kìa. Tạo dáng đi, tạo dáng chụp ảnh kìa. Đấy bố chụp ảnh con này tạo dáng đi nào. Tạo dáng như nào, cười như nào. Cười thế á. Cái thịt này tí nữa sẽ phải mang ra thái làm ba thì mình có thể chín được, chứ không như này thì hơi khó chín đấy. Bạn ơi! Bây giờ phải cắt cái miếng này ra rồi mới. Chín rồi. Chín mà cái đấy để lâu ngon đét luôn. Xin ăn nhé, xin đói. Ăn đi.
ngon không? Ngon quá. Là những miếng thịt nhỏ vào đấy mình đã cắt ra để mà để mà đất để mà làm cho dễ đấy, những miếng thịt nhỏ này mà miếng miếng thịt nãy nhìn bé tí mà sau bây giờ cắt ra một đống á. Rồi, chỉ như cục thịt đó. Từ nãy giờ quên mất. Ở đâu nhỉ? Ở đây. Bia. Bia có đúng một lon mang đi xong mang để trong cái túi giữ nhiệt thế nên là đến bây giờ vẫn còn mát lạnh luôn. Nghe tiếng này, nghe tiếng này, hấp dẫn này. Đúng rồi đấy. Thật sự là tuyệt vời. Ăn bò luôn đi. Mấy kiểu cắm trại nhìn đồ ăn thì nó hơi nhách thôi nhưng mà nó là ngon đấy, nó không phải là bình thường đâu. Bình thường ấy, nếu mà làm bò này nó sẽ có dầu mỡ, nó sẽ khá là khó để cháy mà vẫn có thể được cái độ tái, hơi tái bên trong ấy. Thế nên là mình thường sẽ dùng khò này. Dùng khò này để làm gì? Đó là để chúng ta có cái độ cháy và thơm khét khét ở bên ngoài nhưng mà vẫn giữ được cái độ chín vừa bên trong ấy. Đấy, người ta gọi là master chef đấy. Con nó đang cười anh. Dao này mình làm thịt sống mà. Thế nên nó sống ấy, bây giờ mình đang hơi để cho nó chín lại đó. Nhưng mà cái điều đặc biệt ấy, các bạn hơi này một lúc ấy, khi mà các bạn dùng cái dao này để thái thịt ấy, nó sẽ kêu xèo xèo và thái đến đâu là chín đến đấy. Nghe có tiếng xèo xèo nhá. Úi dồi ôi. Đỉnh nhớ. Đấy, nó còn dính dính thịt vào đây này. Ô dồi. Trò này mình mà mở nhà hàng là chắc chắn mình sẽ phải làm cho khách xem. Trò này khá là hay, mình thấy khá là hay đó. Đó. Cái khò ở bên ngoài nó làm cho cái miếng này rất là thơm. Mày có này nữa. Cho sữa tuyệt vời. Ok, và bây giờ là 8 giờ, gần 8 rưỡi rồi, nhà chúng mình đã về. Tại vì cũng không ngủ lại được ở đấy, tại vì có trẻ nhỏ mà. Hôm nay thì mình cắm trại cũng đơn giản thôi, 4 giờ mình mới đến đấy mà. Kiểu đây là một cái mini camping clip kiểu đấy. Nhưng mà nó cũng không có quá nhiều nội dung lắm. Nhưng mà dù sao thì các bạn đã xem đến đây rồi thì đừng quên cho mình một subscribe, một like và để lại comment ở dưới nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Và rất mong sẽ gặp lại các bạn ở một clip khác hoành tráng hơn, hay hơn nhé. See ya.